Tranh thủ thời tiết thuận lợi, những ngày này bà con nông dân ở các địa phương trên địa bàn huyện Nghi Xuân đang tập trung ra đồng thu hoạch lúa hè thu. Vụ hè thu năm nay, huyện Nghi Xuân gieo cấy gần 700 ha lúa. Các địa phương có diện tích lớn như Xuân Lam 218 ha, Cổ Đạm 160 ha, Xuân Hồng 200 ha. Theo đánh giá của ngành chuyên môn, nhờ thời tiết thuận lợi, gieo cấy đúng lịch thời vụ và đầu tư chăm bón đảm bảo kỹ thuật của bà con nông dân, nên năng suất lúa bình quân toàn huyện ước đạt 45 tạ trên 1 hectare.